Bạn đang rất là ngóng hai cái quả cà này chín đó cả nhà. Trời ơi, nhìn nó ăn ớt chuông ngon lành luôn nè. Hello cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới thật vui vẻ và bình an. Thì hôm nay á, hiện ra Hiền thấy cũng có được một mớ dâu cả nhà ơi. Và cái trái này thật sự là siêu to khổng lồ luôn nè. Cho nên trước tiên Hiền sẽ mời cả nhà đi hái cái trái này ha cả nhà. Đây, cả nhà nhìn nè, nó to lắm, Hiền sẽ cố gắng để hái cho cái cuống của nó dài á, cho nó đẹp ha cả nhà. Đây, cái quả này hôm trước Hiền cố gắng để nó ở chính giữa á, để cho nó đừng có bị mấy con sâu cắn á cả nhà. Hiền thấy có vẻ thành công nè. Ở bên đây cũng được thêm hai trái nữa ha cả nhà. Xin mời cả nhà sẽ hái chung với Hiền. Hi 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 hi. Đây, trái thứ ba ha cả nhà. Đây là cả nhà ơi, đó, ba trái. Úi chà, qua bên đây, hồi hồi được mấy trái to nữa nè cả nhà ơi. Đây, nó cứ lấp lấp ló ló như thế này. Ui, cái gì nè, to dễ sợ chưa. Toàn mấy trái to không à. Đây, tiếp ha cả nhà, tiếp thôi. Ở đây là một trái nữa nè. Cái này cũng ngắn thôi cả nhà. Đây, hôm nay được rất là nhiều trái ngon luôn, chín không à. Ở bên đây có thêm một trái nữa nè cả nhà, Hiền sẽ hái luôn. Hôm nay là em éo quật có lộc ăn rồi. Đây nè, ui chu cha, qua tới đây cái trái này thật sự rất là đỏ mọng luôn. Hôm nay Hiền để cho mấy trái dâu nó chín là Hiền mới hái cả nhà thấy không, nhìn nó sẽ rất ngọt nè. Ồ, wow, cả nhà nhìn nè, đó bắt đầu rộ mùa dâu của nhà Hiền rồi đó cả nhà ơi. Đây cả nhà thấy không, nó mọc chùm chùm nè. Cái trái này cũng rất là ngon luôn, nhưng mà bị con gì nó cắn ở khúc dưới. Không sao, mình ăn được khúc trên ha cả nhà. Đây, đó, bây giờ Hiền sẽ vô đây kiếm tiếp ha cả nhà. Đây có một trái này nè, trái này cũng ok nè. Mình sẽ hái trái này cho qua. Tiếp theo cả nhà ơi. Đây đây đây, ở đây cũng có một trái chín đây. Cái này là cái trái mà dạng bông màu hồng ha cả nhà. Đây, đây cả nhà thấy không, cái bông của nó màu hồng thế này. Đó, ở đây mọc nguyên chùm cả nhà thấy không. Đây đây có một trái chín nữa nè, ngon quá. Vô luôn cái bộ, vô luôn cái bộ sưu tập này. Và ở đây hái luôn cái trái này cả nhà. Cái trái này thì bị cắn rồi, trái này còn bé bé nè, cái này là bé nhất trong đám luôn. Đây, ở đây Hiền thấy cũng còn trái bé bé là cũng chín mà. Ui da, cái trái này nó đang múc ở trong đây, Hiền sẽ hái nó ra luôn thôi cả nhà. Ui rồi xong xuôi. Edward, Edward ơi, con có nhìn thấy cái này gì không Edward? You see something? Hồi khỏe. Cảm ơn con. Con tặng mẹ hoa, còn mẹ tặng con khác nè. Ôi chà, để mẹ đi rửa nha. Dạ. Yeah. Hiền sẽ quay sơ sơ cho cả nhà xem mấy cây cà của Hiền. Đây, cây cà quá chừng là trái luôn cả nhà thấy không. Wow, ở dưới đây rộn chùm ở dưới đây. Cả nhà nhìn nè, trái gì mà như là chùm ruột vậy cả nhà. Wow, coi nè, nó mọc chùm 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 đã ghê vậy á. Bây giờ Hiền sẽ mời cả nhà thu hoạch mấy cái quả cà này chung với Hiền. Hồi tối thì em éo quật ra, em muốn mẹ hái cho em ăn, nhưng mà Hiền chờ tới bữa nay để thu hoạch hết cả nhà, thu hoạch cho video của kênh. Nên hôm nay Hiền sẽ hái luôn mớ này rồi đem rửa. Hôm nay toàn là những quả màu đỏ. Đây, quả này Hiền sẽ chỉ lựa những quả đỏ mà hái cả nhà, vậy cho nó ngọt hơn. Ồ, Hiền hỏi em ăn không, em nói con ăn nhưng mà mẹ nhớ rửa. Trời ơi, cái trái cà chua bi gì mà nó to nè cả nhà, nhầm trái nó siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Đây nè, trái Hiền mới hái là to quá chừng to luôn. Ồ, đây nè cả nhà ơi, đó, ở đây nữa cả nhà ha. Đây, Hiền sẽ chỉ hái những cái trái mà nó chín chín. Đây, mấy trái này nó chín nè, còn mấy trái hường hường này sẽ để lại cho nó ngon hơn nữa. Đó, rồi. Đây là cái cây ớt chuông trái nhỏ của gia đình Hiền. Hiền không biết là nó sẽ lớn tới cỡ nào mới sẵn sàng, nhưng mà Hiền thấy phát triển cũng ok cả nhà, trái cũng khắp nơi. Còn bên đây là cái cây ớt chuông kẹo gì, chuông kẹo dứa vậy nè. Đây thì cái này nó bắt đầu chuyển màu, cái trái này nó chuyển màu nhiều nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Hiền sẽ hái trái này cho éo quật đi, hồi tối em xin Hiền á. Này,
Hồi tối em bé quần em xin trái, cho nên Hiền sẽ hái trái cho em ăn ha cả nhà. Còn mấy trái còn lại Hiền sẽ để cho nó chín. Cả nhà thấy là một cây quá chừng luôn nè, nhóc trái hết trơn luôn, thấy hèm luôn á, vô luôn. Bên đây Hiền sẽ mời cả nhà hái mấy cái trái cà triệu ngọt ở trong cái thùng này. Đây, cái thùng này là nó tự mọc lại ha cả nhà. Cái vườn cà bên đây của Hiền, Hiền thấy trái này cũng hườm hườm nè, Hiền hái nó luôn đi. Với trái này, wow, bị con gì cắn rồi, trái này bị con gì cắn rồi cả nhà. Hiền đang rất là ngóng hai cái quả cà này chín đó cả nhà, nhưng mà Hiền mới rờ thử. Thì nhưng những cái đợt trước mà Hiền hái là nó chưa có chín hoàn toàn á. Đợt này Hiền thấy nó vẫn còn cứng cứng nè. Cho nên Hiền sẽ chờ thêm vài bữa nữa, khi nào mà cái vỏ của nó mà đỏ tươi như thế này, đỏ hơn nữa thì Hiền sẽ mới hái hết cả nhà. Cái vỏ mà nó còn bầm bầm như thế này thì Hiền đoán là chưa chín đâu. Mấy đợt trước Hiền hái và bị hố rồi, cho nên đợt này Hiền sẽ để cho nó chín hơn, hái cho nó ngon. Bên đây Hiền sẽ rủ cả nhà đi hái mấy cái trái ớt. Ở đây Hiền thấy có một trái ớt chín. Ở đây được hai trái nữa nè cả nhà. Đây, chắc hôm nay được bao nhiêu đó ớt của cả nhà ơi. Đây, wow. Ở đây Hiền thấy có mấy củ cải nữa nè cả nhà ơi. Hái thêm mấy, nhổ thêm mấy củ cải với Hiền ha cả nhà. Đây, đây cả nhà nhìn nè, tròn tròn ú ú. Mấy củ này cũng còn hơi bé bé nên Hiền để lại, không biết ở trong đây còn củ nào to to không hết cả nhà. Vì cái củ này nhìn có vẻ như là cái lá đang bị sâu tấn công nên Hiền nhổ củ này ra thử coi. Ui à, đây, cái củ này nhìn nó cũng vừa vừa hết cả nhà. Cả nhà nhìn thấy không, ở trên đây nhìn lá như là có bị sâu, nhưng mà Hiền nhìn sơ sơ thì không thấy, có thể nó bò qua cái khu vực khác rồi. Ở bên kia có mấy củ to quá kìa cả nhà. Ui cha, bên đây cũng có một củ vừa vừa nè cả nhà ơi. Đây, bên đây nè cả nhà, quá Hiền thấy cái củ này to quá chừng nên Hiền sẽ nhổ củ này lên nè. Một cái em lại là một em chân dài nữa. Wow, nhìn nè, to quá chừng là to luôn. Đây cả nhà ơi, úp, đây củ này, củ này thì nó vừa vừa ha cả nhà. Còn mấy củ kia cũng còn nhỏ thôi, Hiền sẽ để lại. Đây, cái củ này, ua, củ này to nè. Yes con. Trời ơi, trời ơi, cả nhà nhìn nè, nó ú ù ù luôn. Thấy cưng quá à. Và bên đây thì sẽ tìm ở trong đây coi có những cái củ lớn không hả cả nhà. Ở đây thì có một củ lớn nữa nè cả nhà ơi. Ồ, cái củ này cũng vừa vừa, không có to quá nhưng mà cũng vừa vừa. Rồi đó coi, con làm cái gì đó. Đây, ở đây có một củ nữa cả nhà ơi. Wow, đây, nhìn thấy không, cái mèo của nó rất là kem luôn. Cả nhà thấy không, cái mèo của nó kem cực kỳ luôn. Đây nè cả nhà ơi, ở đây có một cái củ cải trắng, nhìn cái đầu thì nó cũng to to như cả nhà có thể thấy nè. Thì bây giờ thì muốn nhổ thử củ này xem sao hết cả nhà. Wow. Ui. Cả nhà nhìn nè, nó cái củ này nó cũng chưa có to lắm, nhưng mà cái cỡ này thì cũng ăn được rồi. Đây, thì sẽ nhổ thử trước một củ làm thử nghiệm thôi, Hiền sẽ để những củ kia cho nó to hơn nữa ha cả nhà. Hello cả nhà, Hiền đã rửa cái mớ dâu với lại mấy trái cà nè cả nhà, với cái trái ớt chuông rồi, ăn nè. Vô đây mới ăn được, vô đây không phải vô màn hình. À, đợi 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 đợi, cái gì? Ăn ớt chuông trước à? Để Hiền thử cái dâu tây xem mà cả nhà. Đây, cái nhìn nè, quả này thấy ngon nè, mà to nữa nè. Xin mời cả nhà ăn chung với hai mẹ con Hiền. Nó ngọt lắm cả nhà, nó ngọt ngay, nó ngọt ngọt chua chua nha, mà rất là ngọt, ngọt nhiều hơn chua, và nó cũng thơm. Mà cái dâu này, cái dâu này nó cứng cả nhà chứ nó mới mềm. Ngon hơn dâu tây mình mua tiệm, tại vì nó ngọt hơn. Ngon cả nhà ơi. Trời ơi, nhìn nó ăn ớt chuông ngon lành luôn nè. Ngon quá nhờ. Nhờ con mê ớt chuông hơn cả dâu luôn á hả? Dạ. Em ăn gì mừng lắm nè cả nhà. Mấy em bé mà ăn được trái cây hay rau gì là ba mẹ đều rất là mừng đúng không cả nhà? Thôi hôm nay thì Hiền xin kết thúc cái video thu hoạch ở đây. Hẹn lại cả nhà một phim sau ngày mai. Rất cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ gia đình Hiền, và chúc cả nhà có một ngày mới thật vui và bình an. Bye bye.